Với những chiến thắng trong ngày hôm nay thì đã mang về cho anh chị em chúng ta rất là nhiều niềm vui Và để lối tiếp niềm vui đó thì tôi lại tiếp tục lấy đây để đi phân tích một số những các được cầu Với những biên độ ăn thông 4 đến 5 ngày để thân tạng gửi đến cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm sau Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay Thứ ba ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 Một ngày rất là rực rỡ của anh chị em chúng ta phải không ạ à? Khi mà những các con số mà tôi đã chốt cho anh chị em chúng ta ở được cầu kín Zalo cũng như là ở được cầu video thì hoàn toàn xứng đáng với những gì mà anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đầu tiên phải nói đến đó chính là ở trên được cầu kín zalo tôi có chốt cho anh chị em chơi ngày mùng hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đó chính là con lô tô năm bốn như vậy là con lô tô năm bốn thì anh đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy lô tô nháy đầu tiên thì nằm ở cái giải đó chính là giải sáu 2 hai phải không ạ nháy thứ hai thì nằm ở giải bảy 3 ba xin chúc mừng với tất cả anh chị em tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chúng ta chơi đó đó chính là con đề đặc biệt 09. Như vậy là con đề đặc biệt 09 thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay, anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 09 xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Ở đây thì có bạn Bình Tuyết có bảo với tôi rằng Ok anh mới ra 09 vẫn chơi à anh Có phải đệm 90 hay con gì không Và tôi có bảo với bạn không cần em nhé Hội đồng báo về chỉ việc chơi mà thôi Cũng như là ở đường cầu kín Zalo Thì ở trên đường cầu Telegram Thì rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng ở đây rồi Phải không ạ Phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ của chúng ta Rất là nhiều anh chị em chúng ta đều đã có chiến thắng Nhưng các cái con lô tô VIP hay là đề VIP một số Và ở trên đường cầu video Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng ở đường cầu song tủ lô Khi mà anh đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con lô tô bốn mươi con lô tô bốn này thì nằm ở cái giải đó chính là Giải 3.1. Xin chúc mừng với tất cả anh em. Như vậy trên đường cầu video chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ? À? Và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi. Đó chính là kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh. Còn đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông và để lại dòng tất cả. Để làm gì ạ? À? Để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đường cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó và anh chị em nào mà muốn được chơi lô tô lộ lô tô hàng từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số chuẩn xác nhất chơi cho ngày mai và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu bạch thủ lô tôi sẽ lấy từ chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta đi kiểm chứng với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu màu đỏ tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 100 nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 2. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải 3.1 chúng ta được đó chính là con số 2. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là con số 7. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu đỏ phải không ạ? Và tôi có đánh dấu ở đây, đó chính là được cầu số 1. Tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào Mới cả được cầu thứ hai. À được cầu thứ hai này thì tôi vẫn lấy đến đó chính là con số hàng 5, làm ở giải nhất chúng ta được con số 2. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị. Làm ở giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 1. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số nghìn. Làm ở giải 4.4 chúng ta được đó chính là con số 7. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu xanh, được cầu thứ hai phải không ạ? Và cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu số 1. Tôi có 2 cộng 2 cộng với 7 bằng 11. Tôi sẽ lấy con số ăn đơn vị đó chính là con số 1. Tiếp theo tôi đi cộng tổng của ấy được cầu số 2. Tôi có 2 cộng 1 cộng với 7 thì bằng 10. Tôi sẽ lấy con số ăn đơn vị đó chính là con số 0. Như vậy là bạch thủ lô 10 để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 4. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 1 tháng 4. Về con lô tô 10 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính ở giải 2.1 phải không ạ? Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là cái ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 thì tôi sẽ lấy ở đây đó chính là cái con số trăm nằm ở cái ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 này và tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chúng nên nằm ở giải 3.1 chúng ta được đó chính là con số 0. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là con số 3. Và bây giờ thì tôi sẽ đi niên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ? Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Tôi vẫn lấy đến đó chính là con số trăm nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 2. Tiếp theo tôi lấy đến đó chính là con số đơn vị nằm ở giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 0. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1000 nằm ở giải 4.4 chúng ta được đó chính là con số 2. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh và cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô bạch thủ lô ở đây thì tôi có hai cộng không cộng với ba thì bằng năm tiếp theo tôi có hai cộng cộng với thì bằng bốn như vậy là bạch thủ lô năm mươi bốn để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày mùng hai tháng bốn và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng hai tháng bốn về con ô tô năm mươi bốn anh đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy nô tô nháy đầu tiên nằm ở giải sáu hai nháy thứ hai thì nằm ở giải bảy 7 3 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai thì anh chị em chúng ta tiếp tục cùng tôi lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 2 tháng 4 này. Và con số đầu tiên vẫn là con số hàng trăm nằm ở giải nhất chúng ta được con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số ở chục nghìn, nằm ở giải 3.1 chúng ta được đó chính là con số 0. Cuối cùng tôi lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị, nằm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là con số 1. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó đó chính là được cầu màu đỏ phải không ạ? Tiếp theo thì vẫn là ở được cầu màu xanh thì chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 3 và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 7 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1 nghìn nằm ở giải 4.4 Chúng ta được đó chính là con số 8. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu xanh này phải không ạ? Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho ngày mai, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Ở đây thì tôi sẽ đi cộng tổng với được cầu màu đỏ. Tôi có 3 cộng 0 cộng với 1 thì bằng 4 phải không ạ? Tiếp theo thì tôi sẽ đi cộng tổng với được cầu màu xanh. Tôi có 3 cộng 7 cộng với 8 bằng 18. Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 8. Như vậy là bạch thủ lô 48 để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi không trục cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo còn ai muốn được chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất và để tiếp theo tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép ở đầu tiên đó chính là ở được cầu lô tô rơi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là ở cái tầng suất từng con lô tô một anh chị em nhé để cho chúng ta dễ nắm bắt được ở đây đó chính là tầng suất thì đầu tiên cái con lô tô rơi để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ hướng đến chơi cho tôi đó chính là con lô tô rơi 29 lô rơi 29 con lô tô rơi 29 thì ở được cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp rồi ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và tiếp theo đó chính là con lô tô rơi 30 năm con lô tô rơi 30 năm tuy rằng ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta hơi muộn một chút à, giải 7 cho nhưng mà ở những các đường cầu gần đây nhất anh đồng đều giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi tiếp theo đó chính là ở được cầu lô tô kép ở à, được cầu lô tô kép thì đợt này anh đồng giả về cho chúng ta rất là khó anh chị em nhá nên là thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi tập trung chơi cho tôi đó chính là con lô tô kép không không anh chị em nhá bởi vì là ở trên máy tính phân tích ngày mai con lô tô kép không không tỷ lệ lỗ rất là cao hiện tại đang nghỉ 4 ngày rồi ngày mai là ngày thứ năm và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa con lô tô kép nữa mà tôi muốn anh chị em chúng ta sẽ chơi cho ngày mai đó chính là con lô tô kép 88 con lô tô kép 88 đang có biên độ hai ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ ba và tiếp theo đó chính là ở được cầu xuyên quay chúng ta có 29 30 00 và 88. Như vậy là ở những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trụ cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trụ cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu dàn đe, Ở được cầu gian đe này thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần để cho anh chị em chúng ta cùng nhau tham khảo. Đầu tiên tôi sẽ lấy từ ngày 13 tháng 3 cho đến cái ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020. 24 để chúng ta cùng nhau kiểm chứng ở đây phải không ạ? Và được cầu tiếp theo thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày mùng 8 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là cái ngày à. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy cho tôi đó chính là ngày mùng 8 tháng 2 cho đến cái ngày bao nhiêu ạ? Cho đến ở đây để tôi viết lại anh chị em nhá, thu nhỏ lại để cho anh chị em chúng ta dễ nhìn thấy hơn, thu nhỏ lại phải không ạ? Đây, Ngày mùng 8 tháng 2 này cho đến cái ngày đó chính là ngày 29 tháng 2. Ở đây thì tôi sẽ lấy ba con số đầu tiên nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục nghìn, con số hàng nghìn và con số hàng trăm. Như vậy là ở à, được cầu màu xanh này của chúng ta đã được hình thành rồi phải không ạ? Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu màu hồng. Ở à, được cầu màu hồng tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 24 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 16 tháng 3. Ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là cái con số làm ở à, giải đặc biệt gồm con số hàng phải không ạ Và bóng của nó Bóng của nó ở đây thì rất dễ Chúng ta có thể tính được bóng Bóng 3 là bóng 8 4 là bóng 9 0 là bóng 5 Và 6 là bóng 1 phải không ạ Và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên Ngày 13 tháng 3 Thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 8 tháng 2 Để đi gắp với cả ngày 24 tháng 2 Chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên chúng ta có 3883 3553 và 33 và 88 tiếp theo chúng ta có ở đây đó chính là có 88 thì ở đây chúng ta cũng có rồi 8338 chúng ta cũng có rồi nên là anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi 8558 đấy con 55 và 00 như vậy là ở cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhảy nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 13 tháng 3. À ngày 13 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề đặc biệt 53 xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là cái ngày ngày 20 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 15 tháng 2 để đi gắm cả ngày mùng 2 tháng 3. Thì ở đây chúng ta sẽ có đó chính là con đề 44 và 99 4884 4334 phải không ạ? À? Tiếp theo chúng ta có đó chính là 9449, 9889 và 9339. Như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhà định để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày 20 tháng 3. À, ngày 20 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 44. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 27 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 22 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày mùng 9 tháng 3. Thì ở đây chúng ta sẽ có đó chính là con đề 08

0220 và 0440. Tiếp theo chúng ta có đó chính là cái con đề 5885, 5225 và 5445. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 3. Ở à ngày 27 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 45 xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy chúng ta đã chiến thắng 3 ngày liên tiếp rồi. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 thì chúng ta sẽ cùng quân lấy đấy đó chính là ở cái ngày từ cái ngày 29 tháng 2 để đi gấp với cả ngày 16 tháng 3. Ở đây thì chúng ta có đó chính là 6336, tiếp theo là 6996 và 66 và 11. Ở đây thì chúng ta có đó chính là 1331, 1991 và 1661. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai rồi anh chị em nào trục cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi không trục cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo bởi vì trên được cầu video tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 7 năm cho đến 85% mà thôi để tránh cái tình trạng anh chị em chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để có được những các con lô tô lộ lô tô hàng từ hội đồng bảo vệ anh chị em nhé